Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hiểu về đôi mắt được phát sóng định kỳ trên kênh YouTube của Hải Yến Eye Care. Hoàng Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và người tham gia chia sẻ với chúng ta sẽ là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hải Yến. Xin chào Hoàng Yến, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, pha kích ACL là một trong những phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại và cho hiệu quả cao hiện nay. Pha kích ACL còn được xem là một phương pháp được ưu tiên hàng đầu tại Nhật Bản và một số nước phương Tây. Bác sĩ có thể cho biết lý do vì sao mà một nước ưu tiên hàng đầu về công nghệ và chất lượng lại lựa chọn ACL là phương pháp phẫu thuật khúc xạ? Vâng, ACL thực ra là cái đầu tiên mà người ta lựa chọn, đó là sự an toàn. Và đối với những bệnh nhân ở phương Tây thì cái an toàn bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Và một cái điểm thứ hai nữa là nó có thể đảo ngược, mình dùng một cái từ đơn giản là như vậy. Có nghĩa là nếu mà vì một cái lý do gì đấy mà chúng ta không muốn có cái kính ở trong mắt về mặt chuyên môn hoặc là về từ phía bệnh nhân đi chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái ICL đấy ra. Và tất nhiên bệnh nhân có thể cận trở lại, nhưng mà chúng ta có một đường tiến và chúng ta cũng có đường lui. Và cái thứ ba nữa là ICL thì nó cho một cái chất lượng thị giác rất là tốt. Bệnh nhân lái xe ban đêm không bị ảnh hưởng, không bị lóa đèn, không bị quầng, không bị tia. Và ở những cái nước phương Tây, những nước phát triển ấy, thì cái việc lái xe hơi ban đêm, đường dài trên đường cao tốc nó rất là quan trọng, vì người ta di chuyển rất là nhiều. Đấy là những cái lý do chính mà người ta lựa chọn với cái phẫu thuật fake kick ACL ở các nước phương Tây hoặc cũng như là ở Nhật Bản. Thưa bác, phương pháp phẫu thuật fake kick ACL, theo kinh nghiệm của bác thì fake kick ACL và laser có những ưu điểm đặc biệt nào và có sự khác biệt nào với nhau ạ? Thực ra là khi mà chúng tôi bắt đầu thực hiện cái phẫu thuật fake kick ACL này ở trong mắt của bệnh nhân ấy, thì cái điểm đầu tiên mà chúng tôi rất là thích đó là chất lượng thị giác. Tức là sau mổ một ngày thôi là bệnh nhân nhìn rất là trong trẻo, rất là trong veo và bệnh nhân cảm thấy rất là thoải mái. Mặc dù đây là những người cận rất là nặng, ví dụ những người cận 12 độ, 15 độ, 16, 17 độ, nhưng mà ngay sau mổ một ngày là người ta đã nhìn rất là tốt. Đấy là điểm đầu tiên. Trong cái quá trình phẫu thuật ấy, với cái kinh nghiệm của mình thì chúng tôi cũng nhận thấy là với những cái người mà mổ ICL thì cái nguy cơ mà tái cận nó cũng thấp hơn rất là nhiều so với cả những cái bệnh nhân mà mổ bằng cái phẫu thuật laser, bằng LASIK hoặc là femtolasik hoặc là SMILE. Cái lý do của nó là bởi vì chúng ta không can thiệp trên cái giác mạc, chúng ta không có làm tổn thương những cái mô của giác mạc. Do đó là cái quá trình lành sẹo nó cũng nhẹ nhàng hơn và nó êm ái hơn và nó không có, nó gọi là dùng cái từ là ít xâm lấn nhất đó. Đấy là cái điểm thứ hai. Và một cái điểm thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cận nặng là chúng tôi có công cụ, ví dụ như bệnh nhân mà bị cận tới trên 10 độ hoặc 8 độ trở lên, hoặc là những bệnh nhân giác mạc mỏng thì chúng ta hoàn toàn là bó tay, hoặc là nếu mà có mổ bằng cái phẫu thuật trên giác mạc thì nó cũng thấp thỏm rất là nhiều, bởi vì nó sẽ chứa đựng nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn gây rủi ro cho bệnh nhân sau này. Nhưng với cái ICL thì đôi khi tôi cứ nói đùa với bệnh nhân ấy, giống như là chúng ta có một cái thuyền trọng tải tới 5 tấn mà chúng ta chỉ chở khoảng 2 hoặc 3 tấn thôi. Còn nếu mà chúng ta mổ bằng cái phẫu thuật laser ở trên giác mạc ấy, thì chúng ta 5 tấn như chúng ta chở đến 4 tấn 9 hoặc thậm chí là 5 tấn rồi, thì cái nguy cơ rõ ràng là nó sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Kính thưa bác sĩ, như vậy với những ưu điểm nổi bật như vậy, có phải ACL phù hợp với tất cả mọi người không ạ? Chắc chắn là không rồi, bởi vì không thể nào có một kích cỡ được cho tất cả các trường hợp. Có những trường hợp chúng ta cũng không thể nào mổ bằng ICL được, ví dụ như là cái chiều sâu tiền phòng nó quá mờ, quá nông đó. Thì chúng ta cũng không nên can thiệp bằng ICL. Hoặc là những trường hợp mà nội mô của giác mạc nó quá thấp, cái mật độ của nội mô giác mạc nó quá thấp thì cũng không an toàn để mổ ICL. Do đó là tuy là một cái phương pháp mà nó có một cái biên điều trị rất là rộng, nó rất là mạnh mẽ, nó có thể can thiệp được với độ cao, độ thấp, vân vân. Tức là ý tôi nói cao thấp có nghĩa là từ viễn cho đến cận thị đó. Cái giải điều trị rất là rộng. Nhưng mà nếu những cái chỉ số mà lâm sàng, những cái chỉ số khác nó không có ổn, không có an toàn cho bệnh nhân thì cũng không thể điều trị được. Đấy là lý do tại sao bệnh nhân phải cần đến khám với bác sĩ chúng tôi. Và với những cái thông số lâm sàng, bởi vì có những trường hợp mắt phải thì có thể điều trị bằng laser, bằng Relax Smile hoặc là femtolasik, nhưng mắt trái thì lại ICL hoặc là ngược lại. Do đó là các bạn hãy đến để khám và để được tư vấn cho một cái phương pháp phù hợp nhất với cái tiêu chí là an toàn và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hải Yến. Và chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin hữu ích vừa qua sẽ giúp cho các bạn đang quan tâm về phẫu thuật khúc xạ bằng pha kích ACL sẽ có thêm lựa chọn đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, để biết mắt bạn có thật sự phù hợp với pha kích ACL hay không thì bạn hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn chi tiết hơn bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ Hải Yến Eye Care nhé.